clip Camemo của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể lấy cái mã giới thiệu của app TimeStoppy đó các bạn, để đi giới thiệu để kiếm mà nhiều đăng ký qua cái mã giới thiệu các bạn, để các bạn tăng tốc độ đào lên nha. Thì để làm việc này rất đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần đi vào mở app lên, TimeStoppy lên. Rồi. Sau đó các bạn bấm vào dấu ba gạch nha. Như dấu ba gạch nè. Đó. Rồi cái đó, sau đó các bạn bấm vào profile cho mình. Rồi các bạn để ý nè. Ở trên cái hình đúng không? Ở dưới cái hình nó có chữ là Picasso nè các bạn. Đó. Đây chính là mã giới thiệu của mình. Hoặc là các bạn cũng vậy, các bạn mở ra thì các bạn á sẽ thấy cái mã giới thiệu đó nha. Các bạn cũng làm như mình thì sẽ thấy mã giới thiệu các bạn. Rồi các bạn lấy cái mã giới thiệu đó đi kêu người ta đăng cài đặt app, sau đó thì đánh cái mã giới thiệu các bạn vào thì họ sẽ được giới thiệu thông qua cái mã giới thiệu các bạn. Mã giới thiệu này thì trên trên app nó hiện là Witness đó các bạn. Witness đó các bạn. Thì cái đó chính là mã giới thiệu. Đây. Đó thì nhờ đó các bạn sẽ có nhiều người đăng ký vào cái mã giới thiệu đó và các bạn sẽ tăng tốc độ đào lên nha. Rồi. Các bạn chỉ là cần làm đơn giản như vậy thôi. Rồi ha. Thì chúc các bạn lấy được cái mã giới thiệu của mình và đi share cho nhiều người để có nhiều referral nha các bạn. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.